Sơn bé tí. Hoàng Trọng Thủy trở lại với quý khán thính giả trong phần tin thời sự quốc tế ngày hôm nay. Trước khi gửi đến quý vị các bản tin liên quan đến trận động đất ở Nepal và các hậu quả cũng như những cái nỗ lực cứu trợ cứu nạn ngày hôm nay cũng như người dân đối phó như thế nào. Trở lại một phần nữa một cái bản tin từ Baltimore, tình hình y nắng hơn và rõ ràng người ta nói rằng nhờ lệnh giới nghiêm. Nếu yeah. mà không có lệnh giới nghiêm thì phiền lắm. Lệnh giới nghiêm ở đây bất cứ ai ra đường đó là ngay lập tức sẽ bị ngăn cản và bị bắt ngay. Đặc biệt lệnh giới nghiêm đưa ra hai lệnh giới nghiêm một cho người lớn và một cho trẻ em. Yeah. À, một cho người lớn là từ 10 giờ tối tới 5 giờ sáng là không có ai bén mạng ra đường hết. Ừ. Riêng với con nít đó, 9 giờ tối là đã không được ra đường rồi. Cho nên yeah. từ 9 giờ tới 10 giờ tối họ không muốn thấy con nít 14 tuổi trở xuống là xuất hiện ở ngoài đường. Nha. Yeah. Bởi vì họ không biết được là bạn bay rồi đá bay có thể chúng các em mà gây nguy hiểm và quả nhiên như thế không có bất cứ ai bị ảnh hưởng gì nữa hết sau uh, lệnh giới nghiêm được ban hành 10 giờ tối tới 5 giờ sáng và kéo dài tới một tuần lễ luôn yeah. cho tới tuần tới luôn và tùy theo uh, bất cứ uh, những cái diễn biến nào mà có chiều hướng nếu mà tăng mạnh đó nguy hiểm hơn thì chắc chắn lệnh giới nghiêm và vệ binh quốc gia sẽ tiếp tục còn hiện hữu. Thế nhưng ngày hôm nay thì bà thị trưởng của Baltimore đã tuyên bố là cảnh sát không nên hiện diện quá nhiều ở đây. Yeah. Bởi vì họ nói cảnh sát mà cứ xuất hiện nhiều quá đó, bởi vì cảnh sát thực sự đó yeah. họ cũng phải giữ gìn an ninh nhưng mà bà nói rằng uh, thôi tự chế tức là yeah. đừng có xuất hiện nếu cần thiết nếu mà có xảy ra một cái vụ cướp hay cái gì đó thì hãy xuất yeah. hiện còn không thì không nên xuất hiện và ừ. cái điều đó đã được ghi nhận vào sáng ngày hôm nay người ta không thấy cảnh sát nhiều và qua đó thì những người biểu tình và những người um, uh, nghĩa là băng đảng nổi giận yeah. trước đây đó thì họ không thấy cảnh sát thì họ cũng cảm thấy giống như là đừng có bị chọc giận đó yeah, thì vâng. họ cũng chính họ cũng uh, giữ yên yeah. ắng hơn yeah. um, người dân ở đây nói đa số đó những kẻ mà côn đồ hôi của đó yeah. đều là con cái ở trong nhà không ạ như yeah. trường hợp một người trẻ em đã bị mẹ đánh tơi bời ngày hôm qua yeah. đó Đáng thì đó vô đi hôi của thì thì đa số đến yeah. những người này đó là đi hôi của băng đạn hôi của thì đó là những hình ảnh mà đa số đều than phiền nhưng mà bây giờ làm sao bọn côn đồ mà côn yeah. đồ yeah. thì ở đâu cũng có băng đảng thì ở đâu cũng yeah. có cả và đây là những kẻ mà À, đặt mình đặt vấn đề trở lại tại sao họ không đến khu Mỹ trắng tại sao họ không <laughs> đến khu giàu có họ dạ, hôi vâng. của họ đập phá đi mà tại sao họ lại đập phá chính nhà của họ cái đó là cái điều mà stupid dạ, ngu xuẩn không nhất có suy nghĩ. Dạ, vâng. và đó là những điều ngay cả những người gốc Phi Châu họ cũng chửi rủa họ dạ. chửi rủa chính người của họ họ nói tại sao tụi bay ngu như thế tại sao tụi bay không sang những cái khu vực mà giàu có Họ tới nhà cảnh sát đi dạ, hôi vâng. của phá phá đi mà tại sao tụi bay lại đến ngay cái tiệm của bố mẹ chính hoặc chính là đang ở ngay chú tại chỗ. bác của tụi bay để tụi bay phá công sức của bao nhiêu người đóng góp mẹ mà mẹ. đâu phải là hình ảnh quý vị nhìn thấy đó không phải tiệm cvs thôi mà cả hàng chục hàng trăm tiệm khác đã bị phá hủy dạ, dạ. và đốt cháy luôn nữa dạ. có những cái tiệm mà họ đã nghĩa là dựng nên từ cả mấy chục năm nay những cái tiệm bán à, vỏ xe những cái tiệm hết tóc tất cả những cái tiệm này là bị tan hoang hết đó. cái yeah. cái cái điều ngu xuẩn của những kẻ mà côn đồ trong những cái khu phố này họ chỉ biết phá hoại hàng đồ của chính họ thôi yeah, vâng. rồi bị mang tiếng đó là những gì mà hiện nay uh, ngoài cái chuyện mà phải đương đầu với cảnh sát cộng đồng ngày hôm nay phải ngồi xuống để là hàn gắn cộng đồng nữa tức là mình phải nói với chính mình làm sao để dạy dỗ con cái như thế nào nhất là những gia đình chỉ có một mẹ hay là một cha hoặc là yeah. những đứa trẻ mồ côi mà nó quậy phá như thế yeah. thì cộng đồng phải có hành động như thế nào đây để mà làm ra giảm vấn đề biểu tình thì hoàn toàn muốn biểu tình bao lâu, biểu tình bao nhiêu cũng được nhưng mà một khi bạo động là hoàn toàn là trái luật, không cho yeah, phép cái rồi. tình trạng đó xảy ra, không những thế, không những bạo động đốt phá mà còn đi hôi của nữa yeah. thưa quý vị. Cái đó Cây tất cả đều là phạm pháp. Đúng không? Dạ. và thưa quý vị vừa rồi thì bé tí với anh hoàng trọng thủy có xem một cái một cái đoạn ngắn video của một một cái người survivor đây là một cái người họ được sống sót đang trong lúc đang đi thăm cái khu di tích ở venereport thì anh đã quay được cái cảnh mà trong lúc đang động đất đó vâng. và đài bbc đã loan tải cái băng video này xin mời anh Thủy. vâng mời quý vị cùng theo dõi với chúng tôi kinh hoàng ha Anh thấy vâng, cái đoạn cái, 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 cái sàn nhà đó nó nước nó sụt Đoạn nó video dài ba mươi mấy giây và đúng 30 giây đó là trận động đất 7.8, 7.9 độ Richter đã xảy ra 30 giây đồng hồ quý vị nghĩ sao? Và song song với hình ảnh đó vừa được BBC ghi nhận. Ngày hôm nay thì các đài truyền hình địa phương họ đã có trực thăng, họ đã có xe hơi để di chuyển chung quanh và bắt đầu họ cho nhìn thấy những cái cảnh tượng thực sự thực tế mà những cái khu vực đã bị sụp đổ như thế nào à những người phóng viên của đài truyền hình họ nói rằng cảnh tượng nghĩa là đúng như những gì mà người ta đã tiên đoán yeah. với một cái trận động đất 7.8 độ Richter mà rất sát ở mặt đất. Yeah. Vâng. À, và khắp mọi nơi đi tới đâu từ thành phố lớn cho đến các làng nhỏ hẻo lánh, những nơi nào mà có nhà cửa xây bằng gạch là hầu như không còn căn nhà nào mà nguyên dạ. vẹn cả. Đường phố bị nứt, đây chỉ là một cái đoạn đường rất nhỏ. Cái đường nứt này rất là nhỏ so với những cái đoạn đường khác. Thôi có những, có những cái đoạn đường, đường nó hở ra không? Nó hở Được ra, ra lớn. rồi có những đoạn đường nó trồi lên rồi dạ. cái kia sập xuống, hai bên nó mất cân bằng và à, cơ quan cứu nạn Liên hợp quốc hôm nay họ cho biết đó, có những chiếc xe US, SUV mà loại lớn đó cũng yeah. không đi qua được có những cái đoạn đường bởi vì quá nguy hiểm đi yeah. và nếu mà đi qua như thế thì bánh xe có thể bị kẹt ngay giữa đoạn nứt luôn đó yeah. uh, bé tí yeah. và vì thế uh, cái việc mà cứu nạn và cái thiệt hại thiệt hại ban đầu thì họ ước tính khoảng 5 tỷ Mỹ kim nhưng bây giờ họ nói rằng đó chỉ là những cái thiệt hại có thể xây dựng được ở Kathmandu, yeah. ở thủ đô thôi. Còn những cái thị trấn hẻo lánh thì không biết bao giờ mới hoàn thành. Bởi vì Nepal cũng trải qua những cái cuộc chiến tranh và từ 10 năm trước. Và 10 năm sau họ vừa hoàn thành những cái việc tái thiết sau chiến tranh. Thì giờ đây lại phải đương đầu với một cái trận động đất kinh hoàng như là vậy. Thực sự là cái trận động đất này đó... Um vào năm 1934 đó anh yeah. đã có một cái trận động đất rất là kinh hoàng ở Himalaya yeah. cũng là cái dãy núi này mà tới 38.500 người đã bị bị chết thì bây giờ thì người ta chỉ tìm được xác 4.700 người thôi Đúng vậy. nhưng mà cái dự đoán đó là sẽ có con số nó sẽ lên cao hơn với là cái con số ngày xưa. Vào năm 1934 thưa Vì có quá nhiều các khu dạ, vực vâng. mà người ta chưa đến được Và lẽ đương nhiên là xác cũng không thể thu hồi Đủ được Bởi vì người ta dùng bằng tay để người ta đào yeah. bới Người ta kiếm xác. Con số chính thức ngày hôm nay chỉ vào khoảng 4.700 người Là đếm được quý vị nha Đếm được thi thể là 4.700 rồi Và chính vì thế họ nói rằng Còn quá nhiều người bị kẹt những đống gạch vụn đi Vì thế con số sẽ còn cao hơn nữa Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo Và gửi đến thêm quý vị các hình ảnh Uh, liên quan đến trận động đất kinh hoàng này uh, dân chúng hôm nay bắt đầu phải sống phải mà sống chờ và chiếu đất yeah, phải uh, sống lại phải tái thiết phải hồi phục lại mà thôi.